tiếp tục, hồi nãy ăn hết chén rồi, bây giờ bắt bớt thêm miếng nữa, tại nãy ăn mì chín no rồi. Ăn với rong biển Hàn Quốc. Bỏ lên, bỏ cái này lên. Hết cà chua hả mẹ? Bỏ thêm miếng cơm lên cho quấn lại, bỏ thêm miếng cơm lên đó, đó quấn lại, cái cơm nó nóng lên là làm cho rong biển nó mềm lại, không còn giòn nữa đó. Rồi đó, rất là dễ quấn ha. Để người ta ướp sẵn gia vị á, nó mặn mặn. Đơn giản thì ngon. Bữa thấy có làm món canh gì á, canh trong biển nè, nhưng mà cái nước á, cái nước của nó màu đục đục giống như sữa vậy. Nấu làm sao đi. Sao bỏ sữa vô để nấu canh này kìa. Sữa vô thôi anh. Nó bỏ miếng cơm lên trên cho mình quấn. Quấn thành một cuộn cơm. Bự giờ báo rồi. Chị cái bánh tráng. Bữa nay là 20 tháng 11 rồi nè.